Xin chào các bạn cung bọ cạp. Bây giờ thì mình sẽ xem cho các bạn trong cái video này hai nội dung. Thứ nhất ý, là mình sẽ tiên tri cho các bạn những sự kiện xảy ra từ 5 tháng cuối của năm nay, từ tháng 8. Và nội dung thứ hai thì mình sẽ xem cho các bạn năng lượng của tuần mới, tức là cái tuần cuối cùng của tháng 7. Bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ tiên tri xem điều gì sẽ xảy ra với các bạn trong cái khoảng thời gian nửa cuối năm nay. Tháng 8 của các bạn thì các bạn sẽ chứng kiến một cái sự rời đi của một ai đó họ khá là quan trọng với bạn. Có thể là người đấy là một người mà bạn rất là yêu quý, hoặc là một người thân, hoặc là người yêu. Và bạn đang mong đợi một cái tin tức nào đó trong tháng này thì nó cũng sẽ đến với bạn. Có thể cái tin tức này là một tin tức tốt lành đem đến cho bạn cái sự thành công. Và cái tháng này ý, thì các bạn cũng đang ở trong một cái giai đoạn cho ra đời một cái dự án nào đó mới, một cái dự định mới, hoặc là sẽ có một cái sự xuất hiện của một đứa trẻ. Nhưng mà bọ cạp vào tháng 8 ý, thì các bạn phải cẩn thận với lòng tham. Mình thấy ở đây là các bạn đang có một cái tham vọng nào đó rất là to lớn, và các bạn phải cẩn thận với lòng tham của mình. Tháng này thì các bạn sẽ có một chuyện buồn nào đó, sẽ có một cái chuyện buồn nào đó xảy ra. Có thể nó liên quan đến tiền nong mất mát, hoặc là cả của cải tài sản. Tháng này nó sẽ có một cái sự thay đổi, nó phải diễn ra. Và cái sự thay đổi này thì rất là may là nó sẽ tốt hơn, nó thay đổi để tốt hơn. Và để các bạn đến được đích ý, thì các bạn phải đi chậm mà chắc. Và sẽ có một ai đó họ khá là có tầm nhìn, có ảnh hưởng, họ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Họ sẽ cho bạn những cái lời khuyên, lời tư vấn trong khoảng thời gian này. Vào tháng 10 thì chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra với các bạn vào tháng 10. Tháng này thì các bạn đang lo lắng một cái điều nào đó. Các bạn cảm thấy rằng là bản thân mình đang lo lắng về công việc, về tiền bạc. Tuy nhiên thì cái sự lo lắng này nó cũng hơi thừa thãi. Tháng này các bạn sẽ gặp được cái thời cơ tốt để cho các bạn có thể phát triển sự nghiệp, phát triển tình yêu. Nhưng mà cũng đừng có vì cái điều gì đó mà đánh đổi nhân phẩm và nhân cách của mình. Tháng này thì sẽ có một cái sự hiểu lầm diễn ra. Cái sự hiểu lầm này có thể liên quan đến người yêu, hoặc là công việc, hoặc là những người trong cuộc sống của bạn, những người thân của bạn. Tháng 11 thì mình thấy là các bạn đang có một số những vấn đề nào đó. Có thể là các bạn cảm thấy rằng là các bạn đang bị thất vọng khi mà các bạn không đạt được cái điều mà các bạn mong muốn trong cái tháng này. Và tháng này thì với những người mà các bạn có thể các bạn sẽ thay đổi về công việc, thay đổi về vị trí làm việc, các bạn sẽ đóng một vai trò khác, một cái vai trò mới, một cái khía cạnh mới mà các bạn cảm thấy rằng là bản thân mình phù hợp, hoặc là các bạn sẽ có một cái dự án nào đó mới nó nảy ra và các bạn cảm thấy khá là phù hợp, và các bạn sẽ chạy thêm cái công việc đó ngoài công việc chính của các bạn. Tháng này thì những cái điều mong ước của các bạn liên quan đến gia đình của các bạn nó đều trở thành hiện thực. Và tháng này thì mình nhìn thấy có một số những cái niềm vui bên cạnh những cái vấn đề mà các bạn cảm thấy rằng các bạn bị đổ vỡ cái niềm tin ý, thì các bạn cũng có những cái buổi hội họp, buổi gặp gỡ, buổi giao lưu kỷ niệm nào đó để cho các bạn có thể cảm thấy là các bạn cân bằng được cuộc sống của mình. Và chúng ta sẽ xem tháng cuối cùng, tháng 12, thì điều gì sẽ xảy ra với các bạn trong khoảng thời gian này. Tháng này là một tháng kết thúc năm, đồng thời cũng mở ra một chương mới của năm mới. Và mình thấy các bạn rất là cố gắng làm việc ấy. Có thể các bạn sẽ, tháng này các bạn sẽ có một ngôi nhà mới. Tháng này các bạn sẽ tìm ra được lối đi, lối thoát trong một cái vấn đề nào đó mà các bạn cảm thấy các bạn khó chịu khá là lâu rồi. Và tháng này thì cái mối quan hệ của bạn với những người bạn nó rất là tốt, và các bạn sẽ có được những cái sự giúp đỡ, giúp sức từ những người bạn khi mà các bạn gặp phải sóng gió trong cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem là cung bọ cạp thì cái điều gì sẽ xảy ra với các bạn trong cái tuần cuối của tháng 7.
Có thể là các bạn vẫn đang ở trong một cái giai đoạn tranh cãi, cãi nhau và mâu thuẫn với người yêu của bạn. Hai bạn vẫn chưa tìm đến cái tiếng nói chung, hai bạn vẫn không làm lành và vẫn đang ở trong một cái giai đoạn khá là mệt mỏi, mất kết nối, mất liên lạc với nhau. Và các bạn cũng cảm thấy rằng là cái khoảng thời gian này các bạn đang hơi bế tắc về tài chính. Ở đây mình thấy các bạn có hai cái lá bài này nữa. Nghĩa là ở đây thì bạn đang cảm thấy rằng là có một ai đó họ đang cản trở bạn, họ đang gây ra những cái sự vất vả trong công việc. Và họ đôi khi nhá, có thể cái người đấy họ 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 làm cái người mà họ cầm nắm cái chìa khóa để bạn thành công, họ không cho bạn thành công, họ không họ ngăn cản bạn thành công. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian của cái sự cân bằng, các mối quan hệ. Có thể là các bạn bỏ cả trong cái tuần này, các bạn đang muốn quay trở về cái khoảng thời gian của sự lãng mạn. Có thể các bạn sẽ gặp một cái người nào đó mới, hoặc là các bạn sẽ nghĩ về cái người cũ, sẽ nghĩ về cái khoảng thời gian mà các bạn đã từng có với nhau. Ở đây ý, thì có thể một ai đó họ 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 ở trong trái tim của bạn, họ vẫn nghĩ về bạn, họ vẫn nhớ về bạn, họ vẫn hiện ở trên trên cái bộ bài này, trên cái tụ bài này, và bạn cảm thấy rằng là bạn rất là muốn kết nối với họ nhưng mà bạn chưa tìm được. Bạn đang ở trong một cái giai đoạn quyết định xem là các bạn nên làm như thế nào, cái việc rời đi hay ở lại. Các bạn rất là muốn thể hiện cái cảm xúc của mình, thể hiện cái sự quan tâm của mình với họ nhưng mà các bạn lại chưa làm được. Có thể là các bạn vẫn đang ở một cái giai đoạn quyết định, lựa chọn, suy ngẫm xem cái tình cảm đấy nó có xứng đáng với các bạn hay không, và các bạn cảm thấy vướng mắc ở điều gì. Cái người này họ họ sẽ họ rất là mong muốn kết nối lại với bạn, cái người mà bạn nhớ về họ rất là mong muốn kết nối lại với bạn, họ cảm thấy là họ muốn tìm lại cái tình cảm với bạn, họ muốn tìm lại cái khoảng thời gian hai người đã từng có với nhau nhưng mà họ cảm thấy bạn rất là khó tiếp cận. Ok, bây giờ thì mình sẽ xem là cái lý do tại sao mà bạn lại không thể kết nối lại được với người này. Cái lý do mà bạn không kết nối được với người này là bởi vì bạn cảm thấy rằng là bạn mất tự tin, bạn đã làm tổn thương họ, bạn biết là bạn làm tổn thương họ. Tất nhiên là lỗi của bạn. Nhưng mà bạn vẫn rất là hy vọng cái người này họ sẽ tha thứ cho bạn, họ sẽ quay về bên bạn. Nhưng mà thực ra thì mình thấy rằng là cái vấn đề ở đây ý, là nỗi khổ đó là do bạn thôi. Do bạn tạo ra cái điều đấy, và khi mà họ họ đã cho bạn cơ hội để quay lại nhưng mà bạn vẫn không quay lại, bạn vẫn cảm thấy rằng là bạn vẫn mất đi cái sự tự tin. Bạn vẫn mất đi cái niềm tin là cái người này họ sẽ cho bạn một cái cơ hội để quay về. Thực ra ấy, cái người này họ rất là họ hiểu lầm bạn ấy, họ 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 rất là mong đợi bạn quay trở về và họ vẫn nghĩ rằng là họ làm tổn thương bạn trước và họ nghĩ rằng là họ họ có lỗi với bạn. Họ đã tha thứ cho bạn rồi nhưng bạn vẫn không quay về, tức là họ cảm thấy rằng là họ cũng cảm thấy họ áy náy chứ không phải là không. Nhưng mà thực ra thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện do bạn chứ không phải là do họ. Ở đây mình thấy là bạn đang ở trong một cái giai đoạn mà bạn nghĩ rằng là bản thân mình không thể nào mà tìm được hạnh phúc, tức là bạn bạn không tin là mình sẽ có hạnh phúc được nữa, được một lần nữa, bởi vì đã có rất là nhiều lần các bạn đã tìm kiếm cái hạnh phúc nhưng mà không được. Nhưng mà thực ra thì đây không phải là lỗi của người khác mà cái vấn đề nó xuất phát ấy, nó xuất phát do bạn. Ở đây ý, mình thấy là bạn vẫn đang lựa chọn, bạn vẫn đang mong đợi là bạn sẽ phải thay, bạn sẽ có thể thay đổi được cái tình thế và bạn đang không muốn mình mất đi cái cơ hội nào cả. Đây ở đây các bạn có the lovers. Cái người này ý, họ họ vẫn cảm thấy rằng là họ muốn kết nối với bạn và hai người vẫn đang nhớ về nhau, đang nghĩ về nhau nhưng mà mình không hiểu tại sao mà hai bạn không thể vượt qua được cái rào cản để các bạn có thể quan tâm đến nhau. Các bạn rất là muốn quan tâm và bạn cũng rất là quan tâm cái người này nhưng mà bạn vẫn không thể nào mà bạn kết nối lại được với họ. Bạn ở đang trong một cái giai đoạn là bạn đang cảm thấy bạn muốn lột xác, bạn muốn thay đổi, bạn muốn nhìn lại mọi thứ như giống như kiểu như là bạn muốn ẩn mình đi, bạn muốn sống một cuộc sống trầm lặng để có thể tránh giông bão. Nhưng mà thực ra thì thời gian nó sẽ trả lời tất cả, thời gian nó sẽ chữa lành mọi cái vết thương và hai người sẽ
mình thấy là hai người sẽ có cái tin tức ở trong tương lai. Ít nhất là bạn sẽ cảm thấy bạn kết nối với cái người này theo một cái cách nào đó. Có thể là các bạn đang tìm kiếm một cái điều mới, và cái điều mới này thì có thể là các bạn sẽ tìm một cái hạnh phúc, gây dựng một cái hạnh phúc bền vững với cái tình yêu này. Khoảng thời gian này thì các bạn đang ở trong một cái giai đoạn mệt mỏi và các bạn cảm thấy các bạn mất đi niềm tin. Có thể là các bạn sẽ cảm thấy ra các bạn vẫn muốn quay trở về với cái cuộc sống độc thân như trước đây. Các bạn vẫn không muốn trói buộc bản thân bạn vào bất cứ một cái mối quan hệ nào, và các bạn cũng không muốn cố gắng trong một cái mối quan hệ nào. Nhưng mà khoảng thời gian tới thì các bạn sẽ mở lòng mình ra hơn một xíu để có thể chữa lành những vết thương, những tổn thương mà các bạn đã chịu đựng trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Đó là thông điệp của các bạn Bọ Cạp. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Bye bye.